Tìm được máy bay rồi. Kéo xuống á, anh em tập trung vào kéo à? Anh em tập trung vào kéo à? Căng đấy nhờ. Đóng cửa xuống á. Em tít luôn anh em ơi. Em tít luôn nhá. Mạch 12. Trời đất ơi, nên anh em mình xem khi mà cái mạch cưa nó ra mà sẽ tới hơn 8 mét anh em mình ơi, hơn 8 mét mà không hề một vết xé luôn. Kinh khủng không? Cây này rất là chịu nhá, nhìn như thế này thôi nhưng cây này rất là già rồi nên là nó khả năng nó chịu rất là cao. Gần chết không gió nó khỏi gãy hết rồi. Đưa cho cái tấm tôn bỏ rủ này. Ôi giời ơi. Này cũng xoắn á cái đỏ. Đây anh em. Bật mic chưa ta? Chưa bật mic. Chưa bật mic. Vân xoắn đẹp anh em ơi. Đặc xịt. Hai chồng hai càng vào trong thì nó mới càng sâu, vân nó mới to, nhìn nó mới đá. Đây mới là bìa thôi anh em mình ơi. Đây vân như thế này là đẹp rồi. Dây ngắn nhỉ, dây một dây ngắn dây dài ấy. Dây ngắn dây dài ấy. Rớt vào đầu bây giờ anh Trình à. Đã ai thấy đâu mà biết đẹp không? Hai phân siêu mỏng. Này nó nhiều ấy các bạn. Nhớt các bạn.
chưa thấy sâu róm. Nhưng mà đặc. Đặc, đặc. Dã man. Đây. Trời ơi nó đặc sao mà nó đặc luôn ạ. Đây. Ôi được rồi đấy. Hỏi bữa nay xịt căng nhá. Sao anh ạ? Chưa bay được tới đây đâu. Mạch tiếp theo, mạch này vân mới đẹp anh em ạ. Mạch này vân mới đẹp đây, anh em mình cùng chờ đón nhá. Nhấc ra luôn để anh em nhìn ngắm cái vân của mạch này. Hai đầu cách nhau cả 10 phân rồi. Cái này khỏi cần phải ấy luôn đấy. Khỏi cần phải đóng luôn này. Cách nhau cả 10 phân đấy. Úi trời ơi. Siêu vân. Chưa thấy gì. Chưa thấy gì. Đây. Chết rồi. Nhưng mà nó đặc xịt luôn đấy. Kinh khủng luôn. Dài tít mà không có tỉ đấy anh em mình ơi. Đẹp quá. Đặc xịt. Chun không vừa đấy khoa không cái đâu, bây giờ nó đều cây rồi. Chiều dài 8 mét. Tấm này anh em mình để ở sân vườn thì y bài luôn á. Hoặc là không gian rộng dài hơn 8 mét. Cái này để phe này thì hợp lý nhất luôn này, để phe cạnh thì nhiên như thế này luôn. Còn anh em nào mà ưng
cắt thì vẫn cắt anh em mình nhé. Quá đẹp. Bảo mà nghe nó đều gỗ lại rồi. Ôi trời, anh chủ đẹp đấy. Ừ, kinh thế. Nét đấy. Quá nét đúng không ạ? Ừ. Căng. Căng như iPhone. Sony tuổi gì? Cần phải vặn cho phát nhá. Cần không? Hả? Cần vặn cho phát không? Đã quá anh em mình ơi. Đặt xịt. Đặc xịt 3m2, 2m4. Cẩm hồng. Cẩm hồng. Siêu phẩm anh em ạ. Cái này chun đẹp lắm. Cái bộ này thì tương đương với này cái bộ chun mà cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm mà cái tấm siêu to nhỉ. Đúng rồi. Tương đương với cái chun đấy. Anh em mình ngắm đây. Mới rung nót ra, bây giờ bắt đầu phun lên này. Đấy. Anh em thấy nó đặc đặc xịt chưa? Đặc xịt luôn đó. Chạy đây. Ui, để nhìn sơ sơ này anh em mình thấy nó chun rồi. Nhưng mà bí mật nó còn ở phía sau nữa cơ. Sau khi phun lên rồi bắt đầu mới lột xác được. Anh em hãy cùng chờ đón nhá. Ui, nhìn sơ sơ đây thôi. Chờ đón anh em mình nhá. Em quá trình phun lên xem nào, nó có thực sự đẹp như là quảng cáo không nhá. Chú chợ ôi dã man thật. Siêu rộng, nhìn cực kỳ đẹp. Nhìn cái tấm này để tưởng tượng đến cái tấm mà 2m mình bán ra ngoài Hà Nội. Tấm đấy giá nhá. 2m và dài 4m. Em này cần nắng. Cẩm hồng. Bởi vì khi gặp ánh sáng thì nó sẽ ánh lên những cái tia màu hồng. Nó sẽ rất là đẹp. Hiện tại bây giờ thì ở trong wow.
Mấy ông bóp gần là ông bóp cả view mọi người. Cứ coi như bình thường đi, rối à. Mà chưa khít mấy. Nào một kiểu. Bây giờ một cái bổ 10 phân, một cái bổ 5 phân. Tỷ lệ trùng phân vậy là được có được rồi. Không, ý, anh nói là đang nói là cái soi soi cái cảnh này làm chưa chuẩn rồi. Đang nói về độ trùng phân kìa. Trùng phân thì không nói rồi, trùng phân thì mình chọn. Tí nữa phải xịt tấm này nữa bắt đầu nó nổi lên nhìn một chút. Nước lót cuối đấy. Nhưng mà nếu để lâu thì anh em nào chốt thì vẫn phải thêm một nước lót nữa trước khi đều. Không, một tí nữa cơ. Có hay không là biết ngay. Không mịn mà. Mịn mịn mịn, không bị gì đâu. Không bị gì đâu. Chỉ sợ bị sơn. Cứng là mình nên
đó, anh em nhìn ngắm nhá, rất là đã, vân chun này, anh em mình nhìn nhá. Hơn nữa thì nửa nó đối xứng nhau, mạnh này anh em mình để ý nhá, chỗ này hai cái đường vân nó đối xứng hết với nhau, chỗ đây nó bị trắng ở cứng này, cứng nhiều nó trắng, nhìn nó hơi bệt bệt rồi, còn chuẩn ra là nó sẽ không bị đâu, chuẩn ra thì nó sẽ đều màu nhau, thì nhìn anh em mình sẽ thấy được cái đường đường chun nó xít vào nhau luôn đấy, nửa chun đối xứng nhau cực kỳ đẹp luôn, vân đối xứng. Và bộ này thì dày 18, dài là 3m và ngang là 2m40 anh em mình nhá. Anh em nào quan tâm thì có thể là inbox cho em hoặc là bình luận xuống bên dưới cho em anh em mình nhá.